5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và đây là một cái thảm tập võ mà mình vừa mới lắp để tập luyện tại nhà. Tập trên một cái nền mềm như thế này sẽ đỡ bị ảnh hưởng vào khớp gối. Đã không? Nhưng mà giờ chân đau rồi. Để tập luyện lại được. Mua để ngắm cho vui. Giờ thì mình sẽ ra sân Kabatu và có một cuộc hẹn với hai người bạn nữa. Dự là sẽ có một trận tranh tài nảy lửa, mọi người cùng theo chân mình nha. Và giờ mình đã có mặt tại sân. Bước chân hơi tập tễnh. Khớp gối vẫn chưa thẳng ra được, vẫn còn... Mình bị đau sụn trên nhưng mà bị nhẹ thôi. Anh em nào muốn nghe mình giải thích về rách sụn trên theo từng mức độ khác nhau thì có thể comment cho mình biết nha. Mình sẽ làm một video clip giải thích về sụn trên trong thời gian tới. Sợ, duỗi thẳng ra hơi sợ. Ok, lát chơi ở đây là vừa. Hải Lam đã tới. Và Long BK đã tới. Phạm Văn Long đã tới. Trời, sao mà tóc dễ thương thế kia. Nay để tóc mới hả Long? Một kiểu tóc húi cua khá giống với lại tóc của Ronaldo trong kỳ World Cup 2018. Tóc từ đợt dịch. Mùa này mà đi cắt tóc thì có hai mức giá. Mức giá 50.000 cho cắt tóc mới và mức giá 100.000 cho việc sửa tóc cũ. Cắt thư trong dịch. Này của em tóc. Giới thiệu bạn đôi dép này nè. Adidas. Cái giá trị đôi dép này nha, với mình nha, nó hơn hai đôi này. Hai đôi này giá mất tiền hơn. Đôi này có cả mồ hôi và nước mắt. Không có này nữa. Thôi nha, đôi dép này là đi á là đi nhà dịp nào quan trọng mới đi thôi. Dạ. Còn là bình thường đi làm thôi rồi mang đi. Hay lắm, mốt đi đám cưới anh mà mang dép thì anh sẽ cạo đầu em đó nha Lam. Nhưng mà sao Long có một đôi mà tới Lam mang chi hai ba đôi dữ vậy Lam? Tại vì em chuyên nghiệp á, dụ như mang đôi nhảy này nhưng mà đá thì mang đôi này. Theo kinh nghiệm của mình cho biết thì những người càng tỏ ra chuyên nghiệp thường hay nhận những thất bại thảm hại. À vậy hả, hay quá. Ờ, chuyên nghiệp không biết có thắng không đây chứ. Sợ lát vô bị ăn hành nữa. Bây giờ có hai áo màu xanh với màu vàng của đội tuyển Việt Nam nè. Rồi mọi người chọn màu gì nè? Vàng, vàng đúng không? Rồi vậy Lam màu xanh. Màu xanh đây có Hồ Văn Ý này nha. Ồ, đúng rồi, biết Hồ Văn Ý luôn, trời ơi. Hồ Văn Ý là thủ môn của đội tuyển Futsal Việt Nam. Vừa có một màn tỏa sáng cực kỳ rực rỡ tại FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania. Đây Phạm Văn Long. Rồi nickname là Long BK. Và trên người là chiếc áo của thủ môn Bùi Tấn Trường. Long BK là ngày xưa là em học bách khoa đúng không Long? Dạ, tên email. Tên email, dạ vàng. Đấy luôn, ngàn tên ở trên zip đàn. Dạ, này BK này là đỉnh lắm nha, chứ không phải BK của quảng quảng gì đâu nha. Còn đây là Nguyễn Hải Lam, mà bây giờ mình đặt luôn là Lam Messi. Tại vì có một gương mặt cũng khá giống với Messi và một cái chiều cao nó cũng na ná. Ồ, cũng khá giống đấy chứ hả? Ủa em thua Messi 10 phân lận hả? Đúng rồi, Messi nó 1m68 nên 1m68. Ok, thì hai anh em đều là từng xưa là chơi retire chắc cũng được 10 năm. Phạm Văn Long sinh năm 1990 tại Quảng Ninh, tập retire từ năm 2008, hiện tại thì đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hải Lam thì sinh năm 1992 tại Đồng Nai, tập freestyle từ năm 2010 và hiện tại cũng đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng mấy anh em cũng vô địch Việt Nam năm 2013. Vô địch clear. Gần lên. Ôi chửi á, phát nó chửi. Chắc không sao đây. Chắc không sao đâu, vô địch clear man 2013 đó là giải toàn Việt Nam anh rồi. Anh nói vô địch Việt Nam được. Dạ đó. Đây. Ở giải đấu đó thì được tổ chức thi đấu 3v3 và đội mấy anh em mình là Sài Gòn Team giành chức vô địch. Chắc Phát Long nói Phạm Văn Long và Nguyễn Hải Lam đó. Nhà vô địch nha, nhà vô địch Việt Nam hôm nay là trận nội chiến của những nhà vô địch nha. Rồi bắt đầu nha. Long cho một bài nhẹ nhẹ cho mọi người xem nè. Đó, Neston quá dữ.
Wow, quá đã, quá đã, tắt tay quá đỉnh luôn, quá ghê. À, TV kép. Rồi, ok, lần nữa hả? Thôi được rồi, rồi đó, rồi tới Lam, màn thể hiện của Lam đây. Có gì mới đặc sắc không? Ồ, quá ghê, vẫn những pha block cực kỳ tuyệt vời. Ồ, má ngoài đồ, từng gối đồ. Ồ, quá ghê, quá hay, yeah. Rồi. Game đầu tiên, đấu vòng chân ATP kép. Ai thực hiện được nhiều vòng ATP kép hơn thì người đó giành chiến thắng. Rồi, Lam quyết định. Rồi, Lam đi trước nha. Rồi, mạng đầu tiên của Lam nè. Bao nhiêu vòng ATP kép đây? Em vòng in hay vòng out Lam? In đúng không? Rồi, ok. Đây là vòng in nè, đây là vòng out nè, đúng không? Biết chắc luôn. Thực mà vòng in đó, nó sẽ có gấp 2 lần cái. Oh, yeah. Rồi, ok. Rồi mạng đầu tiên của Lam nha. 3 2 1 chơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 cái. 11. 11 cái. Ok. Rồi. Hay quá, 11 cái cũng ok rồi. Tới Long nè. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 cái. 18 cái, ráng ẹt thêm một cái chân trái vô nữa, quá dữ. Hay quá. Rồi, mạng 2 của Lam để vượt qua 18 cái. À, đổi banh đồ. Đây là Telstar và đây là Uniforia. Telstar là quả bóng của World Cup 2018. Uniforia là quả bóng của Euro 2020. Ok, mạng 2 của Lam. 1, 2, 3, 4, 5, rồi. Ten, ten, ten. Chơi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi, 3, 2, 1, chơi nhé. 1, 2, 3, 4. Rồi, tên, tên, tên. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Tại vì em chuyên nghiệp hơn, hiểu gì? Tại vì em chuyên nghiệp hơn, hiểu gì? Tại vì em chuyên nghiệp hơn, hiểu gì? À, chia buồn. Hãy cho làm chưa? Tên đi, giảm đi. Cho dày hư. Đổ thừa dày hư. Nguyễn Hải Lam đã đổi tên thành Lương Hải Lam. Game đầu tiên Long giành chiến thắng. Chúc mừng Long. Em được quyền búng tay Lam một cái. Búng tay không được. Nhẹ ra, nhẹ ra. Trời ơi, nhẹ trẻ con rồi chứ nhẹ. Anh nhớ gì cũng bảy rồi. Quyền hết rồi. Ơ, búng hụt. Trời ơi, Lam may quá, Lam may quá. Ok. Game thứ hai, đá bóng quân tôm, cự ly 20m. Đây có hai trái banh và khoảng cách hồi nãy mình nói 10m, nhưng mà giờ mình theo thảo luận với lại mấy anh em thì đã đổi lên thành nửa sân. Tại vì 10m hồi nãy mình test tử thấy dễ quá, nên ra chuyển qua đá nửa sân. Và bóng không được nảy nha. Rồi, quả đầu tiên ai đá trước ta? Ai thua đi trước nha. Rồi, thua đi trước. Ok, Lam đá trước, mỗi người được 5 quả, ai nhiều hơn thắng. Coi nảy là không được nha. Ok. Cái bóng nhất đất là không được luôn. Ok, nhất đất rồi, không, nhưng mà cũng ra ngoài. Rồi, quả đầu tiên của Lam đã đi ra ngoài. Ok, 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 nhưng cũng đi ra ngoài luôn. Thôi cho nảy tí xíu nha. Cho nảy tí xíu. Anh cho nãy tí xíu nhưng mà phải lăn sệt vào. Không vào à. Hơi xui rồi. Quả thứ hai của Lam đã tạch. Yeah. Wow, 1-0 cho Long BK. Quá ghê, quá ghê. Còn đây là hơi hơn. Tiếp tục quả thứ ba của Lam. Vô con, lại vô. Ê, 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 ê
có va nên anh em yên tâm nhé. Chưa vào. Vậy là quả thứ 3 của Lam vẫn chưa có bạn nào. Ê. Vào rồi. Ok. Vẫn tiếp tục hơn. 2-0. Ok. Yeah. Ra ngoài. Vậy là Anh Thi coi đây. Ok. Lăn vào không. Vào. Này là quá hay chứ hên gì nữa. Quá ghê. Quá dữ. 3-0. Một chiến thắng áp đảo nhưng mà vẫn còn quả nữa. Ok, quả cuối thêm một cái luật mới nè. Bia cho một nảy, đá bóng bổng, một nảy vào gôn. Rồi, giờ mà chơi bóng nảy quả cuối luôn nha. Đá bổng nha. Vào gôn nghĩ là không chạm. Khó quá chứ anh đá cũng được đâu. Ôi, dội xà ngang văng ra. Hay quá lắm ơi, nhưng rất tiếc. Giờ mới xui nè. Wow. Yeah. Ok. Đá sệt thì toàn đá ra ngoài, đá bổng thì một phát vào ngay. Then em thì hay hay là hơn? Comment cho mình biết nhé. Ủa nhưng mà giờ xử pha này sao ta? Long thắng hiệp chính nhưng mà thua hiệp phụ. Ok. Chơi thêm một game nữa chứ sao? Giờ 5 vòng đúng không? 1 2 3 quay. 1 2 3 4 5 rồi tới đá. Hay quá. Rồi 3 2 1 1 2 3 4 vòng cuối 5 4 2 ra ngoài, ha ha, xỉu luôn rồi. Ok, rồi giờ cho em bún trúng nè. Hồi nãy bún hụt, bây giờ bún trúng. Đau không làm? Không lật nữa, tay thua lật. Rồi giờ chơi xà ngang nha. Game thứ 3, thi đá xà ngang cự ly 10m. Mỗi người sẽ có 3 quả, ai đá trúng xà ngang nhiều hơn thì người đó giành chiến thắng. Rồi, quả đầu tiên của Lam. Ồ, quá ghê, 1-0. Một không, Long đã đá hụt. Hướng dẫn em đá thằng em nè. Ghê hả? Hướng dẫn sao em? Để lấy lóng bây giờ. Còn bây giờ mình ăn đường trái, mình có lợi thế, phải xào không? Kiếm gió. Ê, bạn ơi, mình chỉ bạn đá sang ngang nè, hướng dẫn đá sang ngang nè. Bước trình cầu em 3 bước này giống lên đôi nè. Trình cầu là cách đây 2 ngang nha. Suốt là ngay trong nè. Giờ làm lại nè. 1, 2, 3 4, 5, 6 ngang bước giống lên. Ronaldo đồ. La Messi mà bước giống Ronaldo quá. Wow. Quá ghê, 2-0. Khả năng là game này Long thua rồi. À, rồi, quả cuối cùng của Lam. Đây hướng dẫn đá lần 3. Thôi, được rồi, một lần thôi, lần này fail nhục lắm. Đá sẽ nhục đâu. Vô lần 3 nha. Nói mà, tôi nói nhục lắm mà. Rồi, ok. Thôi, được rồi. Lòng game này fail quá, không có cửa với Hải Lam Messi. Bây giờ em muốn đấm được rồi anh Thi. Em đấm giống như là Argentina tối qua đúng không? Đúng. Đó là một pha đánh nguội của Boruto vào bụng của Ricardinho trong trận Argentina và Bồ Đào Nha. Và sau đó anh đã phải nhận thẻ đỏ. Đánh nhẹ. Không. Anh là Ricardinho mà. Đánh nhẹ thiệt. Rồi, búng tay, ok.
ngồi xuống đây. Ngồi xuống, nãy em cũng ngồi xuống. Trả thù, trả thù, trả thù. Trả thù. Game thứ tư, thi đấu lắc tay, sai hết thôi. Mỗi người sẽ có một mạng trong vòng 15 giây. Ai lắc tay được nhiều hơn thì người đó giành chiến thắng. Sai hết thôi. Đó, đây là sai hết thôi. Lắc trái, lắc phải. Đó, ok. Rồi nha, ai đã ai chơi trước? Em chơi trước đúng không? Rồi, ok. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tiếp tục. 19 cái, rồi ok. Chưa hết giờ nhưng mà thôi, rớt mạng rồi. 19 cái. Cái mặt áp lực kìa. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Rồi thôi, nhưng mà nói chung là làm thua rồi. Cho thêm cái búng tay nữa. Game cuối cùng, thi tân ống Nguyễn trong vòng 15 giây. Ai tân được nhiều hơn người đó giành chiến thắng. Ok, cũng 15 giây luôn nha. Và một mạng, rớt rồi dừng luôn. Nha, 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27 cái. 27 cái, đặt lại. Đúng rồi, 15 giây, 27 cái. Quá ghê, 15 giây mà được 27 cái là quá dữ rồi đó. Đấm tay cái. Rồi, sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Chết bà, hớ 70 sao rồi. 8, 29, rồi nhưng mà 28 à. Ủa làm 28 cái là thắng đúng không là Long? Dạ đúng rồi. À, em hai mấy cái. Thật sự là nãy em giỡn luôn á. Em thấy em từng hai mấy cái là em tưởng em hơi quá giờ rồi em. Ủa giờ thua rồi ăn gian hả? Cho thử lại cái. Cho thử lại cái. À thua rồi nhưng mà cho thử. Em được 27 cái. 28 cái. Giỡn á. 3 2 1 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ghê quá. 32, 33, 34, quá ghê. Hồi nãy chơi thiệt đi là đừng có thua. Là không có thua. Anh cũng không biết. Anh rớt, anh cũng rớt. Một ngày mà Lam một ngày thảm bại của Hải Lam. Và ok, vậy là nãy giờ cũng được 5 game với lại anh em Freestyle Phạm Văn Long và Nguyễn Hải Lam, với những cái màn chỗ tài rất là hay, rất là hấp dẫn, rất là thú vị nha. Đây là những cái game Freestyle. Anh em nhớ tập Freestyle để giỏi giống như Long với Lam nha. Và nếu anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh để đón chờ các video clip trong thời gian tới. Sắp tới còn rất là nhiều game khác thú vị giống như thế này. Mọi người chờ xem trên kênh mình nha. Phạm Trung Thi, Phạm Văn Long, Mỹ Hà Lam. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.